Theo người trồng sầu riêng ở Khánh Sơn, sầu riêng ri 6 được thu mua với giá 55.000 đồng một ký, 70 đến 75.000 đồng một ký đối với giống sầu riêng Mon Thon, trong khi mỗi năm chỉ dao động ở mức 35 đến 42.000 đồng với ri 6 và 53.000 đồng với Mon Thon. Toàn huyện Khánh Sơn có khoảng 2.500 hecta sầu riêng, dự kiến sản lượng năm nay ước đạt khoảng 15.000 tấn. Mỗi hecta, người trồng sầu riêng đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Với giá bán cao như năm nay, nông dân trồng sầu riêng sẽ thu lãi tiền tỷ.